Xin chào các bạn nha, mình là Hải Biên. Mình rất vui được giao lưu với các bạn. Hôm trước thì mình đã gửi đến các bạn là bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 của cuốn sách những bài học thành công của Warren Buffett. Hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn là bài 5 của cuốn sách. Trước khi vào bài học thì các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những bài học tiếp theo. Và bạn nào mà có quan tâm đến cái mã cổ phiếu nào thì có thể để lại thông tin ở chỗ phần bình luận, mình sẽ trả lời các bạn. Bài 5. Đầu tư cổ phiếu dài hạn không nên thiếu kiên nhẫn trong việc mua vào bán ra. 1. Kiên nhẫn là nền tảng để đầu tư dài hạn. Nhà đầu tư thường mang tâm lý muốn mua vào thật nhiều cổ phiếu chứ không muốn kiên nhẫn chờ đợi một công ty tốt đáng để đầu tư. Hàng ngày cứ mua đi bán lại không phải là một cách hay. Hãy gần như án binh bất động mới là phong cách đầu tư chúng ta nên làm. Warren Buffett. Vào những năm sau này, Benjamin Graham đã từng nói rằng thị trường được tạo bởi rất nhiều thành phần, có nhóm người chủ yếu là đầu tư dài hạn và luôn tin rằng giá cổ phiếu cuối cùng sẽ phản ánh giá trị nội tại của nó. Có nhóm người thì lại coi việc mua vào bán ra trong thị trường cổ phiếu như một cuộc chơi cá độ. Họ mua bán dựa theo những tin tức của thị trường, dĩ nhiên giá trị thật của cổ phiếu cũng có tác động ảnh hưởng. Graham cho rằng chính vì nguyên nhân này mà những người cá độ kia mới luôn lo sợ và tham lam trong thị trường. Còn những nhà đầu tư kiên nhẫn trái lại có thể chờ đợi cơ hội thích hợp đến với mình. Một trong những nguyên tắc đầu tư của Warren Buffett là phải kiên nhẫn. Ông từng nói những kẻ đầu tư dưới 5 năm là những kẻ ngốc, bởi vì giá trị của một doanh nghiệp không thể biểu hiện đầy đủ trong một thời gian ngắn như vậy. Số tiền ít ỏi bạn kiếm được cuối cùng cũng sẽ bị ngân hàng và cơ quan thuế cuỗ mất. Ông còn nói thêm, chỉ cần công ty biết vận dụng nguồn vốn của mình, đồng thời có thể giữ được giá trị thặng dư tương ứng để tăng giá trị dòng của công ty, thì xét về góc độ dài hạn, giá cổ phiếu của công ty chắc chắn sẽ quay đầu tăng đến mức giá bằng giá trị dòng thực tại của cổ phiếu. Công ty Berkshire là một minh chứng rõ nét cho điều này. Năm 1981, cổ phiếu của công ty Berkshire có giá trị dòng là 527 USD, nhưng giá cổ phiếu lại là 525 USD. Sau 16 năm đến năm 1997, khi đó mỗi cổ phiếu có giá trị dòng là 20.000 USD và giá cổ phiếu đã tăng cao là 37.000 USD. Warren Buffett đã vận dụng bảo toàn tốt giá trị thặng dư, mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần của công ty mà có thể đem lại lợi nhuận tốt cho ông. Khi giá trị dòng của công ty tăng lên, những đánh giá của thị trường về cổ phiếu này cũng tăng theo, thì át hẳn giá cổ phiếu cũng sẽ theo đà đó mà tăng theo. Trong triết lý đầu tư của Warren Buffett, đầu tư dài hạn và đầu tư tập trung sẽ được đặt cạnh nhau để xem xét cùng lúc. Tính kiên nhẫn là một yếu tố tâm lý mà nhà đầu tư buộc phải có, là yếu tố cơ bản của đầu tư dài hạn và mang tính sống còn trong quá trình đầu tư. Trong các chiến lược đầu tư cổ phiếu linh hoạt, chỉ có duy nhất đầu tư tập trung mới có cơ hội tạo ra các chỉ số thành tích vượt trội trong thời gian dài. Nhưng nó đòi hỏi nhà đầu tư cần kiên nhẫn, không e sợ các chiến lược khác cho dù có bị nó vượt lên trước. Nếu nhìn từ góc độ ngắn hạn, chúng ta sẽ thấy lãi suất thay đổi, khủng hoảng tài chính đều có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và dự đoán về lợi nhuận của công ty. Nhưng theo thời gian, cái cuối cùng điều khiển giá cổ phiếu lại là xu hướng kinh tế hiệu quả của chính doanh nghiệp. Vậy nên nắm giữ cổ phiếu trong tay bao lâu là thích hợp? Cái này không có một quy luật nào cả, nhưng tỷ lệ quay vòng vốn thường được duy trì ở mức khoảng 10 đến 20%. Với tỷ lệ quay vòng vốn là 10% thì thời gian nắm giữ cổ phiếu sẽ là 10 năm. Còn tỷ lệ quay vòng vốn là 20% thì thời gian nắm giữ cổ phiếu sẽ là 5 năm.
Đồng thời khi lập ra một công ty cũng cần phải kiên nhẫn. Trên thế giới chỉ có 20% doanh nghiệp mới thành lập mới có thể duy trì hoạt động trên 5 năm. Nhưng những công ty càng tồn tại lâu thì đều nhận được quả ngọt. Làm việc trong ngành đầu tư thì kiên nhẫn là rất quan trọng. Đầu tư có thành công hay không, không hoàn toàn dựa vào năng lực quyết đoán. Đối với những công trình lớn thì điều này tùy thuộc vào độ kiên nhẫn của nhà đầu tư. Nếu như ai cũng nói thời điểm đầu tư là yếu tố then chốt, quyết định thành bại. Trên thực tế, cơ hội thật sự phù hợp với mỗi nhà đầu tư không nhiều. Nhìn bề ngoài thì các cơ hội đầu tư thị trường lúc nào cũng có. Nhưng bất luận là cổ phiếu đơn lẻ hay sàn giao dịch lớn thì đều có 3 xu hướng tăng, giảm và khớp lệnh. Thời điểm mua bán lý tưởng thường là giai đoạn bắt đầu và kết thúc của trạng thái tăng và giảm. Nhưng khi cả 3 trạng thái trên đều vận hành đến giữa giai đoạn thì bất kỳ thao tác nào đều sẽ khiến cho mọi người tiến thoái lưỡng nan. Vì thế nên nhà đầu tư hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ xuất hiện. Ngoài ra, trong khi chờ đợi thời cơ xuất hiện, liệu rằng chúng ta có kịp thời nhận ra và nắm chặt lấy nó? Thực tế chứng minh tỷ lệ thành công kiểu này không cao. Nhiều khi chúng ta không kịp nhận ra khi thời cơ đến. Do đó bạn cần bình tĩnh để nhìn cho rõ rồi mới hành động. Thị trường luôn biến động không ngừng. Có khi đến lúc chúng ta nhận được thì cơ hội lý tưởng đã vụt qua rồi. Muốn trở thành một nhà đầu tư thành công, bạn phải là một phần tử nhạy bén và có đủ tính kiên nhẫn để chờ đợi. Thực tế thì cơ hội đầu tư liệu có phù hợp với từng nhà đầu tư hay không? Ngoại trừ việc nắm vững thời điểm mua bán trên sàn giao dịch lớn cũng như các cổ phiếu đơn lẻ, nó còn phụ thuộc vào triết lý đầu tư, tính cách, khả năng chấp nhận rủi ro của từng cá nhân nhà đầu tư. Vì thế trong thị trường đầu tư, nhà đầu tư không nên dồn dập đưa ra quyết định mua vào, bán ra, vì phần lớn đều không phải là thời điểm thích hợp để mua bán. Hãy dành nhiều thời gian cho việc quan sát và chờ đợi, mà quan sát và chờ đợi thì cần có tính nhẫn nại. Tính nhẫn nại này không phải cứ muốn là có được. Nó thường xung đột với các trạng thái tâm lý của phần lớn nhà đầu tư. Vì thế chúng ta mới thường hay nhận định sai về thời điểm mua bán. Dù rõ ràng biết đây không phải thời điểm thích hợp dành cho mình, nhưng cũng nhất quyết không muốn buông bỏ. Kết quả là tự chuốc họa vào thân. Nhưng tính kiên nhẫn cũng có thể rèn luyện được. Chỉ cần trong đầu bạn luôn tâm niệm lùi một bước để tiến ba bước. Chỉ nắm lấy cơ hội thật sự dành cho mình thì mới có thể giải quyết được mâu thuẫn giữa tâm lý kiên nhẫn và nôn nóng. Nếu nhìn vào công ty mà Warren Buffett đã đầu tư thì có một vài mã cổ phiếu tương đối ổn định như cổ phiếu của công ty American Express, Washington Post, Coca-Cola và Geico v.v. Buffett cho rằng việc mua vào cổ phiếu của một công ty hàng đầu và có tính dài hạn sẽ tốt hơn nhiều việc từ sáng đến tối đau đầu vì những thay đổi liên tục của thị trường cổ phiếu. Trừ phi công ty ông mua vào xảy ra khủng hoảng thực sự, nếu không, ông nhất quyết sẽ không dễ dàng từ bỏ những cổ phiếu này. Mọi người khó có ai so bì được với tính kiên nhẫn trong đầu tư dài hạn như Warren Buffett. Cũng chính vì lý do này mà những cổ phiếu mà Buffett đã mua thời kỳ đầu, giờ giá cổ phiếu đã tăng lên gấp chục lần, thậm chí là gấp trăm lần. Có thể nói, trong thị trường chứng khoán, sự kiên nhẫn là khởi nguồn của thành công. Thành quả của đầu tư chứng khoán, nhìn cả quá trình thì đều là kết quả của sự kiên nhẫn. Cũng như Peter Lynch đã từng nói, thời gian tạo ra những kỳ tích trong thị trường cổ phiếu, thời gian có thể đem lại tiền bạc. Thị trường cổ phiếu được ví như một bộ môn khoa học, cho dù có phân tích và thống kê cẩn thận các biến động của cổ phiếu thì học giả cũng cần phải có tố chất tâm lý. Trong đó kiên nhẫn được coi là yếu tố quan trọng đối với một nhà đầu tư thành công. Trong thị trường chứng khoán không có cổ phiếu nào chỉ tăng không giảm, cũng không có cổ phiếu nào chỉ giảm không tăng. Vì thế bất luận là trên sàn giao dịch lớn hay giao dịch cổ phiếu đơn lẻ, bất luận là tăng hay giảm, thực ra cũng đều đem lại những trải nghiệm về sự kiên nhẫn cho các nhà đầu tư. Thực ra các nhà đầu tư chỉ cần làm tốt công việc của mình,
hoặc là dựa theo thị trường, biết cách từ chối các cám dỗ, nắm chặt cơ hội tốt để mua vào cổ phiếu và chỉ lựa chọn những cổ phiếu mà mình am hiểu và phù hợp với bản thân. Trong thời gian nắm giữ cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ trải nghiệm biến động của thị trường. Hãy kiên định vào phương hướng đầu tư của mình. Thời gian chính là tiền bạc. Vì thế, hãy để thời gian và tiền bạc tự làm công việc của nó. Còn nhà đầu tư chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi và đón nhận thành quả cuối cùng. Tâm lý đầu tư. Không có quyển sách nào có thể nói cho chúng ta biết khi nào là thời điểm thích hợp để đầu tư, khi nào là thời điểm thích hợp để đầu cơ. Bất luận trong trường hợp nào cũng không nên chỉ dựa vào tâm lý mà cần đưa ra quyết định đầu tư dựa vào trí óc. Một nguyên tắc quan trọng của sự kiên nhẫn đó là không nên vội vàng đầu tư. Mời các bạn theo dõi những trang sách tiếp theo. 2. Ưu điểm của đầu tư dài hạn. Bí quyết đầu tư nằm ở chỗ biết lựa chọn cổ phiếu xuất sắc và mua vào ở thời điểm thích hợp, sau đó nắm giữ trong thời gian dài. Warren Buffett. Một trong những triết lý đầu tư quan trọng của Warren Buffett là đầu tư dài hạn và nắm giữ cổ phiếu trong thời gian dài. Vậy thì đầu tư dài hạn rốt cuộc có những ưu điểm gì? Ở đây sẽ giải đáp vấn đề này qua 3 phương diện. Sự khác biệt giữa chiếc cân và cỗ máy cổ phiếu. Trong ấn phẩm Nhà đầu tư thông minh phát hành năm 1949 của Benjamin Graham có viết: bản thân thị trường cổ phiếu không có thời gian để tư duy về khoa học, cho dù không có một phương pháp đo lường giá trị chính xác nào. Trước tiên nó vẫn phải lập ra giá trị, sau đó mới đi tìm các dữ liệu, bởi vì giá cổ phiếu không phải là kết quả của các phép tính cẩn thận mà là sự phản ánh hiệu ứng tổng thể của nhà đầu tư. Thị trường cổ phiếu như một cỗ máy bỏ phiếu chứ không phải là một chiếc cân. Nó không phản ánh trực tiếp các số liệu thực tế mà chỉ phản ánh khi các số liệu này tác động tới chính sách mua bán giữa hai bên. Warren Buffett cũng đã học được quy luật vĩnh hằng của biến động thị trường từ người thầy của mình Benjamin Graham. Trong báo cáo năm 1987 của công ty Berkshire, ông từng viết: nếu nhìn từ góc độ ngắn hạn, thị trường như là một cỗ máy bỏ phiếu, nhưng nếu xét dài hạn thì nó lại là một chiếc cân. Điều này có nghĩa là những biến động giá cả thị trường trong thời gian ngắn sẽ đem đến rủi ro lớn cho nhà đầu tư, nhưng nếu xét về dài hạn thì khi xu hướng giá dần ổn định, nó lại phản ánh giá trị thực của doanh nghiệp. Trung bình phải mất thời gian từ 6 đến 30 tháng để có thể sửa chữa một cổ phiếu bị đánh giá thấp giá trị. Warren Buffett từng phát biểu như sau trong ấn phẩm Làm giàu phát hành ngày 22 tháng 11 năm 1999. Các nhà đầu tư Mỹ đừng vì biến động thị trường mà hỗn loạn đầu óc, bởi vì mức giá tổng thể thị trường thì đang vượt xa giá trị nội tại của nó. Ông dự đoán thị trường cổ phiếu Mỹ không lâu sau sẽ giảm mạnh để quay về giá trị ban đầu. Quả nhiên đến năm 2001, bong bóng viễn thông bị vỡ, chỉ số Nasdaq giảm gần 50%. Rõ ràng sau 2 năm, Warren Buffett đã đúng khi đưa ra cách nhìn của mình về thị trường cổ phiếu. Ông nhấn mạnh nếu nhìn từ biểu hiện tổng thể của thị trường chứng khoán ở góc độ dài hạn và tính tăng trưởng tổng thể của nền kinh tế Mỹ, giá cả đã bị quá độ trong một thời gian dài, chắc chắn sẽ phải quay trở lại giá trị nội tại của nó. Trong ấn phẩm này, Warren Buffett cũng dẫn chứng câu chuyện về nguyên nhân thị trường cổ phiếu Mỹ có xu hướng thường trái ngược với xu hướng của S&P trong suốt 99 năm từ năm 1899 đến 1998. Để minh chứng cho quan điểm của mình, ông cho rằng tỷ lệ lợi nhuận đầu tư tổng thể bình quân năm của thị trường Mỹ nên ở mức khoảng 7%. Tuy nhiên trong ngắn hạn, tỷ lệ lợi nhuận đầu tư thường liên tục biến động bởi các thay đổi của lãi suất, dự đoán tỷ lệ thu hồi đầu tư, yếu tố tâm lý, v.v. Ông còn đưa ra các số liệu dẫn chứng lịch sử cụ thể để chứng minh cho quan điểm vì sao xét về ngắn hạn thị trường cổ phiếu lại như một cỗ máy bỏ phiếu, còn xét về dài hạn lại là một chiếc cân. Chỉ số Dow Jones của thị trường cổ phiếu Mỹ có xu hướng khác nhau trong 17 năm trước và 17 năm sau của giai đoạn từ năm 1964 đến 1998.
17 năm đầu tiên thì hầu như không tăng, chỉ số Dow Jones cuối năm 1964 là 874,12 điểm, còn đến cuối năm 1981 cũng chỉ là 875 điểm. 17 năm đầu tiên chỉ tăng trưởng 1%. 17 năm sau, cuối năm 1981, chỉ số Dow Jones vẫn còn là 875 điểm. Vậy mà đến cuối năm 1998, chỉ số Dow Jones đã tăng đến 9.181,43 điểm, tăng gấp 10 lần trong vòng 17 năm. Có thể thấy thị trường chứng khoán Mỹ có tỷ lệ tăng trưởng hoàn toàn trái ngược nhau trong cùng một khoảng thời gian là 17 năm. Điều này đủ chứng minh cho quan điểm nêu trên. Vậy thì tại sao thị trường cổ phiếu lại có biểu hiện trái chiều lớn đến như thế? Điều này phụ thuộc bởi 3 yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến biến động của thị trường. Thứ nhất là lãi suất. Trong kinh tế học, lãi suất giống như một dạng lực hấp dẫn của giới tự nhiên vậy. Bất luận là lúc nào và ở đâu, những biến động dù là rất nhỏ của lãi suất cũng sẽ tác động đến giá trị tài sản trên toàn thế giới. Ví dụ rõ ràng nhất là trái phiếu, điều này cũng phù hợp với các dạng tài sản khác như là nông sản, dầu thô, cổ phiếu và các tài sản tiền tệ khác. Nếu như lãi suất thị trường hôm nay là 70% thì giá trị lợi nhuận đầu tư cho 1 USD trong tương lai của bạn sẽ có sự chênh lệch lớn với giá trị 4% lãi suất của thị trường. Nếu nhìn dài hạn, biến động của lãi suất thường sẽ rất lớn. Tiếp theo là đến tỷ lệ lợi nhuận đầu tư theo dự đoán của mọi người. Cuối cùng là yếu tố tâm lý. Khi mọi người thấy thị trường trên đà tăng, sẽ xảy ra sự đầu cơ ồ ạt, để rồi cuối cùng lại thất bại thảm hại. Dự đoán biến động ngắn hạn của thị trường là điều không thể. Warren Buffett từng nói, tôi không giỏi trong việc dự đoán biến động ngắn hạn của thị trường. Tôi hầu như không biết gì về xu thế của thị trường trong 6 tháng, 1 năm hay 2 năm sắp tới. Trái lại, Warren Buffett cho rằng biến động dài hạn của thị trường thường có tính ổn định nên rất dễ dự đoán. Dự đoán biến động ngắn hạn của thị trường là điều không thể. Cùng với triết lý trên, khi chúng ta đầu tư cổ phiếu, biến động của giá cổ phiếu trong ngắn hạn có thể đem đến rủi ro cho nhà đầu tư, nhưng nếu xét về dài hạn thì lại tốt cho việc dự đoán xu thế của thị trường. Thứ hai, giá thành giao dịch càng thấp càng tốt. Warren Buffett nhận định, thực hiện giao dịch liên tục không đem lại điều gì tốt đẹp cho nhà đầu tư. Người được hưởng lợi nhiều nhất ở đây lại là đại lý chứng khoán. Đầu tư nên là một hành vi có tính dài hạn, bởi vì nếu cộng lại các khoản chi phí ngắn hạn bao gồm cả thuế và tiền môi giới, thì sẽ là trở ngại lớn cho thành tích đầu tư của bạn. Là một nhà đầu tư, bạn nên coi việc mua cổ phiếu như một hành động mua vào quan trọng. Nếu như bạn có nhiều giao dịch tích lũy dần theo thời gian, bạn sẽ liên tục phải chi trả tiền môi giới và các khoản chi phí khác. Hôm nay bạn đã tiêu 1 USD. Nếu như bạn dùng con số này để đầu tư trái phiếu có lợi tức 5-9% trong vòng 20 năm, thì con số này sẽ biến thành 5,6 USD. Cũng có thể nói, ngày hôm nay nếu bạn tiêu 500 USD thì có nghĩa bạn đã bỏ phí 2.800 USD của 20 năm sau. Các nghiên cứu của Chandler Eric chỉ rõ số lần giao dịch càng nhiều thì lợi nhuận thu được càng ít. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ quay vòng vốn nếu như vượt quá 200% của nhà đầu tư, ngoại trừ trường hợp mỗi giao dịch đều cao hơn mức tỷ lệ thu lợi bình quân của thị trường đến mấy trăm phần trăm. Còn không thì bạn sẽ không đạt được mức lợi nhuận bình quân của thị trường cổ phiếu. Đối với những nhà đầu tư dài hạn, số lần đầu tư càng ít sẽ làm giảm tỷ trọng giá thành giao dịch, bao gồm các chi phí như tiền môi giới giao dịch, v.v. trong tổng mức đầu tư. Trái lại,
Nếu mua đi bán lại nhiều trong thời gian ngắn, cộng lại số tiền môi giới sẽ khiến giá thành giao dịch chiếm tỷ trọng lớn trong tổng mức đầu tư. Vì vậy, lợi nhuận đầu tư chắc chắn sẽ ít. Thứ ba là sức mạnh lãi kép lớn hơn. Với mỗi hạng mục đầu tư, Warren Buffett luôn quan tâm đến tỷ lệ lợi nhuận lớn nhất sau thuế, lãi kép năm là bao nhiêu. Bởi ông cho rằng phải biết cách tận dụng lũy tiến lãi kép thì mới đạt được bí quyết làm giàu. Nhưng vì sao lãi kép lũy tiến lại có thể giúp bạn trở nên giàu có? Những ai đã từng đến thành phố New York của nước Mỹ du lịch đều biết khu đất đắt đỏ nhất ở đây chính là khu trung tâm quận Manhattan. Khu đất này được mua lại từ người da đỏ vào năm 1626, được trao đổi bằng các hạt thủy tinh, viên bi có giá trị chỉ là 24 USD. Rất nhiều người Mỹ sau này khi nghe chuyện đều cười và bảo rằng khi đó người da đỏ thật là quá ngốc nghếch, không biết làm ăn. Một khu đất tốt đến như vậy mà bán đi chỉ với giá 24 USD. Nhưng Peter Lynch, vị giám đốc điều hành của một quỹ đầu tư nổi tiếng của Mỹ, lại không nghĩ như vậy. Ông đã từng tính qua, nếu như khi đó người da đỏ đem số tiền 24 USD này gửi vào ngân hàng với lãi suất mỗi năm là 8%, thì đến nay số tiền này chắc chắn vượt qua cả tổng giá trị của khu đất Manhattan của ngày hôm nay. Điều gây ngạc nhiên nhất ở đây là con số này lớn hơn gấp 1.000 lần tổng giá trị của khu đất Manhattan. Nếu xét về quan điểm lãi kép thì đây là quan điểm hoàn toàn chính xác và còn khoa học nữa. Warren Buffett luôn muốn tìm kiếm những công ty có thể thu hồi lãi kép lớn nhất trong thời gian dài. Trong suốt thời gian 42 năm ở công ty Berkshire, Warren Buffett đã luôn lấy tỷ lệ lãi kép bình quân năm là 23,8% để tăng thêm giá trị dòng cho công ty. Như vậy là tương đối cao. Là một nhà đầu tư, nếu như đem so sánh việc đầu tư liên tục với một tỷ lệ lãi kép nhất định và việc đầu tư đơn lẻ vào từng tỷ lệ lãi kép tăng trưởng thì sẽ nhận được khoản lợi nhuận nhiều hơn gấp bội. Morgan, nhà tài phiệt người Mỹ, cũng đã từng lấy một ví dụ đơn giản để nói về sức mạnh cực lớn của lãi kép. Nếu như bạn mới lập ra một công ty và chỉ phát hành 100 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu giá 10 USD, vậy tài sản dòng của công ty sẽ là 101 USD. Sau một năm, công ty có lợi nhuận là 200 USD. Tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản dòng sẽ là 20%. Nếu như đem số lợi nhuận này tiếp tục đầu tư vào công ty thì chỉ đến cuối năm đầu tiên công ty đã có tài sản dòng là 1.200 USD. Tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản dòng của công ty vào năm thứ 2 vẫn là 20%, thì đến cuối năm thứ 2 tài sản dòng của công ty sẽ là 1.420 USD. Nếu như công ty vận hành qua 79 năm, vậy thì số tiền đầu tư 1.000 USD ban đầu cuối cùng sẽ tăng thành con số 180 triệu USD tài sản dòng. Nắm giữ cổ phiếu của công ty có ưu thế cạnh tranh trong thời gian dài sẽ đem lại nhiều lợi ích lớn cho giá trị của nhà đầu tư. Điều quan trọng là nhà đầu tư không được quy đổi lợi nhuận cổ phiếu của doanh nghiệp ra thành tiền mặt mà phải để lãi kép sinh ra giá trị tăng trong thời gian dài. Là một nhà đầu tư thông thường, nếu đầu tư dài hạn thì không có yếu tố nào có sức ảnh hưởng hơn thời gian. Theo thời gian thì lãi kép sẽ phát huy được tác dụng lớn, đem đến cho nhà đầu tư giá trị lợi nhuận sau thuế lớn. Có thể thấy sức mạnh của lãi kép được quyết định bởi hai yếu tố là thời gian dài ngắn và tỷ lệ thu hồi cao hay thấp. Vì vậy, đã là một nhà đầu tư, bạn không thể bỏ qua yếu tố lãi kép. Nó đưa ra những cảnh báo sau. 1. Chỉ có thể dựa vào sự tăng trưởng lãi kép trong thời gian dài, ổn định mới mong trở thành ông vua của sàn chứng khoán. 2. Thị trường hiệu quả cao quyết định sự tăng trưởng lãi kép với tỷ lệ lợi nhuận cao trong thời gian dài. Điều này là không đúng. Vì vậy, mỗi lần thu được lợi nhuận đầu tư lớn,
việc đầu tiên bạn cần nghĩ tới là làm thế nào giữ được nó, chứ không phải là thừa thắng xông lên. Thứ ba là đừng nên đặt kỳ vọng quá cao vào một công ty có tăng trưởng cao. Nếu như hàng năm công ty tăng trưởng gấp đôi thì sau 5 năm cả công ty sẽ tăng trưởng 32 lần. 10 năm tăng trưởng 1.024 lần. Đây là một điều không thể. 4 là những con số tuy nhỏ nhưng sẽ dễ sinh ra lãi kép cao. Nhưng cũng chính bởi vì con số nhỏ nên không được nhiều người chú ý, không suy xét theo góc độ lãi kép nên đã dẫn đến nhiều sai lầm, gây ra phản tác dụng làm chậm sự tăng trưởng ổn định của nguồn vốn. Nhà đầu tư khi mua cổ phiếu, giá cổ phiếu sẽ luôn biến động trong khoảng giá thành, nên không ai có thể vừa mua vào lập tức rời bỏ sự tăng mạnh của giá thành. Có lẽ chỉ số ít những nhà đầu tư, chỉ có số ít những nhà đầu tư ngắn hạn thực sự xuất sắc có thể làm được, còn đại đa số thì rất khó lòng từ chối. Có một số tâm lý sai lầm mà hầu hết các nhà đầu tư đều gặp phải, đó là trước khi mua thì thấy cái gì cũng tốt, nhưng khi mua rồi, nếu như trong thời gian ngắn bị loại bỏ thì bạn lập tức sẽ xem xét lại các phán đoán trước đây của mình, sẽ tỏ ra rất chán nản, thiếu kiên nhẫn chờ đợi cổ phiếu tăng giá. Nếu như nhà đầu tư có thể nghĩ thông rằng lãi kép dù thấp nhưng tăng trưởng ổn định trong thời gian dài thì cuối cùng cũng sẽ tạo ra kỳ tích. Tư tưởng này có thể kiềm chế được tâm lý đố kỵ, từ đó chuyên tâm làm tốt công việc của mình. Vì vậy cho dù trong ngắn hạn mình có thua người khác, nhưng nếu kiên trì tiếp tục thì chắc chắn sẽ giàu hơn nhiều người. Ngoài ra, để khắc phục tâm lý lo sợ, chỉ cần quyết tâm mua vào ở khoảng giá trị thấp. Thường thì biên độ giảm là có giới hạn, còn thị trường chứng khoán hàng năm đều tăng mạnh. Nên cho dù trong 2-3 tháng bị chậm lại, nhưng nếu xét cả năm thì ít ra cũng phải thu được lợi nhuận 10-20%. Thậm chí cho dù là tăng trưởng lãi kép liên tục chỉ có trên 10%, thì cũng là một kết quả tốt. Việc có thể an toàn thoát ra khoảng giá thành có ý nghĩa quan trọng trong bức tranh của nhà đầu tư dài hạn, bởi vì nó liên hệ đến việc nhà đầu tư sẽ dừng chân trong thị trường cổ phiếu và không e sợ bất kỳ mối đe dọa nào. Charlie Munger, đối tác lâu năm của Warren Buffett, cũng từng nói rằng nếu như vừa hiểu được sức mạnh của lãi kép, lại vừa biết được khó khăn để có được lãi kép, thì coi như bạn đã hiểu được cốt lõi của rất nhiều vấn đề. Tâm lý đầu tư. Hiểu được ưu điểm của đầu tư dài hạn thì bạn hãy mua vào cổ phiếu của một doanh nghiệp xuất sắc với giá thấp hơn giá trị nội tại của cổ phiếu, sau đó chờ đợi thời gian dài và hưởng lợi. Mời các bạn theo dõi những trang sách tiếp theo. 3. Phương pháp lựa chọn cổ phiếu an toàn. Đối với nhà đầu tư, việc xác định lĩnh vực đầu tư có sức ảnh hưởng như thế nào với xã hội hoặc là mức tăng trưởng của ngành ấy là bao nhiêu không phải là vấn đề quan trọng. Mấu chốt ở đây là xác định xem doanh nghiệp được lựa chọn kia có ưu thế cạnh tranh gì và khả năng duy trì cạnh tranh là bao nhiêu. Warren Buffett. Warren Buffett luôn coi trọng việc tìm kiếm những doanh nghiệp mà có thể dự đoán được tình hình kinh doanh của nó nhiều năm về sau, bởi vì theo ông, những doanh nghiệp như vậy có tính an toàn. Theo Warren Buffett, tiền đề của việc đầu tư là xem công ty kinh doanh có ổn định không. Nếu như công ty đang lục đục, rối ren thì cũng sẽ không thể đem lại điều tốt đẹp cho nhà đầu tư. Trên thực tế, doanh nghiệp an toàn là những doanh nghiệp có phương thức kinh doanh hiện nay giống như của 5 năm, thậm chí là 10 năm về trước. Nói cách khác, nếu một công ty thường xuyên có những thay đổi lớn cũng có khả năng, bởi vì nó thường xuyên phải chịu những tổn thất lớn, không thể xây một tòa tháp vàng trên mảnh đất có nền kinh tế bất ổn, mà doanh nghiệp chính nhờ đặc quyền này mới có thể tạo ra lợi nhuận. Trong bài viết về 500 doanh nghiệp hùng mạnh nhất thế giới được in trên ấn phẩm tạp chí
Fortuner trong giai đoạn từ 1977 đến năm 1986 có chỉ ra những doanh nghiệp hùng mạnh đều có chung hai đặc điểm sau. Thứ nhất, một doanh nghiệp thực sự tốt thì không cần phải đi vay tiền. Doanh nghiệp lớn chỉ cần dùng đến một phần nhỏ tài chính để chi trả lãi suất. Thứ hai, tuyệt đại đa số lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp đều rất phổ thông. Sản phẩm mà họ bán ra cơ bản là giống như 10 năm trước, chỉ khác là có sức hấp dẫn người mua hơn. Vì thế, đối với các nhà đầu tư thông thường, để đảm bảo đầu tư an toàn tốt nhất, nên xem xét phân tích đánh giá doanh nghiệp từ nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ như nền tảng của công ty, nguồn vốn, xu thế phát triển, quy mô công ty, trình độ quản lý, tính truyền thống của sản phẩm, thương hiệu và danh tiếng, năng lực sản xuất, ưu thế cạnh tranh trên thị trường, phân bổ nguồn vốn, lưu động giữa dòng tiền và trả nợ, khả năng sinh lời, nguyên liệu đầu vào, thị trường cung ứng, tình hình quốc gia và chính phủ, v.v. Thông thường nhà đầu tư có thể chọn 3 loại cổ phiếu của các loại hình công ty sau để đảm bảo đầu tư an toàn. Cổ phiếu loại tốt. Các doanh nghiệp có cổ phiếu loại này thường thuộc nhóm dẫn đầu hoặc có vị trí hàng đầu trong các lĩnh vực. Họ có nền tảng kinh doanh hoàn thiện, nguồn vốn dồi dào, tỷ lệ lợi nhuận cao. Các doanh nghiệp này có đặc điểm là quy mô kinh tế có khả năng cạnh tranh và khả năng chống chịu rủi ro, dễ dàng nhận được hỗ trợ từ chính phủ, đồng thời vẫn có thể đang trên đà phát triển, mở rộng thị phần để bước vào một vòng tăng trưởng mới, tiếp cận được với nền kinh tế thế giới, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu được chính phủ bảo hộ ngành nghề, nhận được chính sách ưu đãi, giải ngân vốn để có tiềm lực phát triển, chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước. Là một nhà đầu tư, bạn cần phải có kiến thức, kinh nghiệm đầu tư, thái độ bình tĩnh và cẩn trọng, đánh giá tốt năng lực của cổ phiếu để tránh và hạn chế rủi ro. Để đảm bảo an toàn, đầu tư cổ phiếu phải xuất phát từ chính khả năng phán đoán của nhà đầu tư đối với ưu thế của cổ phiếu. Cổ phiếu nhận được hỗ trợ của chính phủ. Chính phủ của mỗi quốc gia luôn nắm trong tay tính quyết định xu thế vận hành nền kinh tế quốc dân và kết cấu ngành nghề trong nước. Có thể dễ dàng nhận ra các ngành nghề này trong thị trường, đặc biệt là trong thị trường cổ phiếu, ví dụ như các ngành nghề dịch vụ công như năng lượng, thông tấn báo chí, các ngành công nghiệp nền tảng và doanh nghiệp tiền tệ đều có thể lựa chọn. Cổ phiếu của nhóm doanh nghiệp tăng trưởng. Các công ty tăng trưởng luôn nhận được sự ưu ái của các nhà đầu tư bởi tính tăng trưởng và lợi nhuận của nó. Các công ty có tính tăng trưởng cao thường có mức độ tăng trưởng từ thu nhập kinh doanh chính và lợi nhuận ròng rất cao. Nó luôn mang trong mình năng lượng và các khoản lợi nhuận từ cổ phiếu nước ngoài, nhưng không bởi vì thế mà bị pha loãng giá trị. Cổ phiếu của các doanh nghiệp tăng trưởng chiếm dung tích lớn trong thị trường, cùng với mức sống của người dân ngày một tăng cao, nhu cầu cũng đa dạng hóa. Chính phủ các nước đã lập nên nhiều thị trường có tiềm năng, mỗi ngành nghề khác nhau nên có không gian phát triển và chiếm dung lượng thị trường khác nhau. Doanh nghiệp thuộc nhóm tăng trưởng có đặc điểm như sau. Thứ nhất là phải nằm trong nhóm ngành công nghiệp tăng trưởng, ví dụ như các ngành điện tử tự động hóa và thiết bị thí nghiệm, công trình sinh hóa, công nghiệp năng lượng mặt trời và công nghiệp biển, các ngành công nghiệp nhằm nâng cao mức sống, v.v. Thứ hai đó là những doanh nghiệp có nguồn vốn ít nhưng lại dễ dàng tăng trưởng, có thể lên kế hoạch tăng đầu tư để tăng giá cổ phiếu. Dưới đây là một số kỹ năng lựa chọn cổ phiếu an toàn bạn có thể tham khảo. Một là yêu cầu đầu tiên khi chúng ta lựa chọn cổ phiếu là công ty phải có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm khoảng 15%. Đây không phải là một tiêu chí khó đáp ứng. Ngoại trừ các công ty đã có lịch sử thành tích tốt trên sàn, một công ty xuất sắc còn phải có những yếu tố. Thứ nhất là có thành tích và được ghi nhận tốt về việc chia cổ tức. Thứ hai là có đủ thời gian để đến giai đoạn tăng trưởng và bùng nổ, cũng là cho chúng ta phán đoán xem có bao nhiêu nhân tố quan trọng
trong không gian tăng trưởng của doanh nghiệp. Thứ ba là đánh giá giá trị tương đối thấp, chủ yếu xem công ty có tính tăng trưởng đột phá không, có thể kéo dài và tăng trưởng có hợp lý không. Thứ tư là phải thuộc ngành hàng có nhu cầu tăng trưởng ổn định, chứ không phải ngành lúc tăng, lúc giảm. Thứ năm là có tầng quản lý tốt. Các tầng quản lý của công ty bao gồm kết cấu quản lý, năng lực quản lý và đội ngũ quản lý, vân vân. Thứ sáu là năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp được thể hiện ở những điểm. Một là kỹ thuật, hai là quản lý, ba là chất lượng, bốn là doanh số bán hàng, và năm là kiểm soát giá thành, sáu là một số yếu tố khác. Hai, khi đánh giá giá trị đầu tư của một công ty cần chú ý những yêu cầu sau. Thứ nhất, phải có tính thích ứng với phát triển kinh tế vĩ mô ở nước sở tại. Đồng thời trong ngắn hạn hoặc trung hạn phải thu hoạch được lợi ích từ kế hoạch 5 năm của chính phủ. Thứ hai, người hưởng lợi ở đây chính là đồng nội tệ của nước đó tăng giá. Ngoài ra những cái khác như dòng vốn, nhân lực, giá trị sản phẩm vì thế cũng được tăng theo. Thứ ba là các ngành nghề lớn sẽ đem lại cơ hội đầu tư. Thứ tư là tái cơ cấu tài sản một cách thực chất. Ba là tổng hợp đánh giá trên các phương diện, lấy khoảng 3 công ty cùng loại hình, cùng nhóm ngành hàng, sau đó so sánh và tìm ra mức giá hợp lý để có thể đưa ra chính sách đầu tư. Cũng như Warren Buffett từng nói, phòng tránh những rắc rối ngay từ bây giờ dễ dàng hơn việc đối phó với nó sau này. Nhà đầu tư cũng cần chuẩn bị tốt tư tưởng đầu tư và thiết lập cơ chế rủi ro, tăng cường tâm lý chấp nhận đầu tư rủi ro và chuẩn bị tốt cho việc bù đắp thiệt hại về nguồn vốn. Vì vậy, khi đầu tư, nhà đầu tư cần xuất phát từ tính an toàn, xem xét đến thực lực kinh tế của bản thân, bắt buộc trong tay phải có nguồn vốn dư thừa để làm tiền đề đầu tư. Nếu như dùng nguồn vốn khác hoặc giả như đem toàn bộ chi phí tiêu dùng cho cuộc sống để đầu tư cổ phiếu, ngộ nhỡ thất bại thì không chỉ không có cách nào bảo đảm được dòng vốn đầu tư mà còn liên lụy đến cuộc sống của bản thân và gia đình. Đồng thời trong quá trình đầu tư, nhà đầu tư cổ phiếu cần phải có tính chủ động, tư duy độc lập, quyết đoán, dựa vào bản thân mình là chính, an toàn là số 1. Tâm lý đầu tư. Tính an toàn là yêu cầu không thể thiếu trong cách nhìn nhận của Warren Buffett, cũng là một trong những phần tạo nên triết lý đầu tư nổi tiếng của ông. Đối với nhà đầu tư, nếu như bản thân doanh nghiệp có tình hình kinh doanh tốt, phát triển nhanh, thì chắc chắn sẽ đem lại thắng lợi lớn. Như vậy, không những đảm bảo an toàn cho vốn đầu tư của bạn mà còn đem lại cho bạn cổ tức và lợi nhuận hậu hĩnh. Bất luận là khi dùng tiền để mua một loại cổ phiếu nào đó, thì phải đảm bảo được tính an toàn. Ít phạm sai lầm, ổn định để chiến thắng mới chính là lợi ích cuối cùng thu được trong quá trình đầu tư dài hạn. Mời các bạn theo dõi những trang sách tiếp theo. 4. Đầu tư dài hạn không có nghĩa là dậm chân tại chỗ. Trong 10 năm trở lại đây, quả thật rất khó tìm ra đối tượng đầu tư cùng lúc để có thể đáp ứng về mặt giá cả và giá trị đều phải chất và lượng mà chúng tôi đã đưa ra. Cho dù tôi thấy rằng việc khó khăn nhất là không làm gì cả, nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng không hạ thấp chỉ tiêu. Warren Buffett. Thị trường cổ phiếu luôn biến động khiến nhà đầu tư rất khó để thực hiện các thao tác. Vì vậy, hiện nay nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu lựa chọn đầu tư dài hạn. Việc đầu tư dài hạn không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ, nghĩa là chỉ mua vào cổ phiếu sau đó chờ đợi. Ở giai đoạn giữa, nhà đầu tư vẫn cần phải thực hiện một số thao tác nhất định. Theo Warren Buffett, trong đầu tư dài hạn, việc đầu tiên cần chú ý là thời điểm nhập cuộc. Điều này là yếu tố quyết định then chốt. Đầu tiên, nếu như bạn mua vào ồ ạt cổ phiếu,
nhưng sau đó liên tục bị rớt giá, thì lúc này bạn đang dậm chân tại chỗ chứ không phải là đầu tư dài hạn. Vì vậy yếu tố then chốt trong quá trình thao tác đầu tư dài hạn là chọn lựa được mức giá phù hợp. Tiếp theo đó là lựa chọn cổ phiếu. Đầu tư dài hạn là coi trọng tính tăng trưởng của cổ phiếu, kỳ vọng vào sự phát triển của cổ phiếu trong tương lai để thu lợi. Nếu như có một đơn vị trên sàn giao dịch có giá trị thặng dư liên tục giảm, công ty lại không có ý định thay đổi tình hình cho dù đang ở vị trí thấp, như vậy thì không gian tăng trưởng của công ty đó trong tương lai cũng sẽ rất eo hẹp. Lúc này cần có những nghiên cứu đánh giá về các mặt cơ bản của công ty, phải chọn lựa những cổ phiếu có tính tăng trưởng tốt, đầu vào ổn định, làm đối tượng cho đầu tư dài hạn. Tiếp đến là thời gian, giống như sự phát triển tốt của thời điểm trước đó. Ngày nay cơ hội để tìm thu lợi gấp 10 lần từ đầu tư dài hạn trở nên ngày càng ít khi một cổ phiếu dần quay trở về giá trị của nó, kéo theo hệ số P/E cao và giá cổ phiếu cũng tăng cao thì không nên tiếp tục giữ, nên lựa chọn một mức giá phù hợp để bán ra, vì không phải cứ giữ mãi mà ra tiền. Tâm lý đầu tư chủ yếu của đầu tư dài hạn đó là mua rẻ bán đắt, bước sóng tình hình. Mỗi một bước sóng tình hình sẽ diễn ra trong khoảng thời gian hơn 1 năm. Cho dù xu hướng giá của cổ phiếu có chịu tác động từ thị trường giao dịch lớn, nhưng chủ yếu vẫn được quyết định bởi sự thay đổi các mặt cơ bản của chính công ty niêm yết. Nếu như có thể dự đoán chính xác xu hướng phát triển tốt của mỗi một công ty niêm yết trên sàn giao dịch và mức giá có thể chấp nhận được, vậy thì sự không chắc chắn của thị trường giao dịch lớn là yếu tố quyết định đối với các nhà đầu tư có giao dịch tính theo năm, chứ không phải tính theo từng ngày, từng tuần, từng tháng. Lợi ích cổ phiếu ngắn hạn như 1 tuần, 1 tháng có thể tồn tại quan hệ tương phản khác nhau. Nhưng nếu xét về dài hạn, lợi ích của cổ phiếu sẽ thể hiện tính tương quan theo trình tự. Ví dụ như qua 2, 3 năm hoặc lâu hơn thế nữa, một cổ phiếu vốn dĩ đang tăng lại giảm giá và cổ phiếu đang giảm lại tăng. Nhìn từ yếu tố tâm lý đầu tư dài hạn của Warren Buffett, chúng ta thấy luôn có sự biến động trong xu thế dài hạn. Nguyên nhân chủ yếu ở đây là cổ phiếu sau thời gian dài tăng giá, khi mà các nhà đầu tư đã đồng loạt mua vào lúc giá thấp, chờ đợi tăng giá và giờ muốn bán ra chốt lời, tạo nên làn sóng bán ra ồ ạt. Lúc này nhà đầu tư tốt nhất là nên giảm thiểu sự bán ra, chờ đợi sự điều chỉnh, bởi vì thông thường biên độ quay đầu có thể bằng 1/3 biên độ tăng. Trong đầu tư dài hạn, nhà đầu tư cần chú ý nắm vững xu thế biến động giá chung và dài hạn, đừng quá chú ý đến ngắn hạn, đơn giản bởi vì xu thế chung và dài hạn dễ đoán biết hơn. Tâm lý đầu tư. Trong đầu tư dài hạn, thời điểm mua vào thích hợp nhất là tại điểm thấp trong biểu đồ xu hướng tăng của chung và dài hạn. Sau đó chờ đợi đến khi giá cao thì bán ra để thu lợi. Chỉ cần dự đoán chính xác xu hướng tăng trong dài hạn, cho dù giá cổ phiếu ở vào trước thời điểm giá cao đã từng nhiều lần quay đầu giảm điểm, nhưng cổ phiếu có tính đàn hồi, kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng bán ra ở thời điểm thích hợp thì chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Chỉ là nhà đầu tư vẫn có thể kiếm một chút chênh lệch giá trong giai đoạn giữa khi giá cổ phiếu quay đầu. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào tạm biệt.